Hi, welcome back to my channel. Start Skrigo. Okay, let's go. Chao Freak Reader, okay, let's go. Oh my gosh. Thank you.
Let go. Show me your license. Well, I hope you're having a good time, because I'm going out of my mind with worry here. Get out the way! Oh my gosh. Get out of my way, Chili Pepper!
Where'd you pop up from? Rồi sau đó thì sẽ tiếp tục các bạn sẽ đi đến điểm này. This way. Excuse me, what were you saying? Okay. Rồi, tiếp tục rồi. Cửa theo ba. Let's go. Tiếp tục các bạn sẽ đến điểm màu cam kia và làm nhiệm vụ tiếp theo trong tập này. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập game tiếp theo. Let's go. Remember J.D. O'Toole? Get out the damn way!
that was screwing around. Rồi, và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, CR Racing 2. Wow, đơ luôn. Wow, oh my god. Review racing. Let's go. Good liver. Sao bởi vì xe này chạy khá là nhanh, cho nên nếu các bạn đâm vào thì các bạn cũng sẽ bị nổ thôi. Đó.
thế, ok. Nó rất là đáng luôn các bạn nhá. Các bạn có thể nâng cấp cho chiếc xe của mình khỏe thêm bằng cách là như thế. Đây, anh chàng này thì mắc đây. Một đoạn đường dài.
Đơ luôn các bạn ạ. Oh my god, không biết vì sao đây. Đơ rồi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.